Không ngờ, vị thuốc chữa rất nhiều bệnh mà người Việt thường làm rau lợn. Lương y Bùi Hồng Minh, Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình Hà Nội cho biết, bèo cái tía là một vị thuốc quý của một mỹ phẩm dành cho chị em phụ nữ. Nhập bèo cái tía về làm thuốc. Bèo cái được trồng ở khắp nơi, có hồ ao ở nước ta, ở nông thôn cũng như ở thành phố. Vì toàn cây được dùng để nuôi lợn, toàn cây có một chất gây ngứa tan trong nước, chưa xác định được. Tuy nhiên, theo các chuyên gia đông dược thì đây là vị thuốc quý. Ông Phạm Vũ Khánh, Cục trưởng Cục Y dược cổ truyền Bộ Y tế cho biết, bèo cá tía Việt Nam có rất nhiều. Đây là vị thuốc quý, có thể chữa bệnh ngoài da và phục vụ làm đẹp. Nhưng nếu muốn làm thuốc thì phải trồng ở vùng nước sạch, đảm bảo giá thành rất cao. Vì thế hiện nay chúng ta hầu như bỏ qua nguồn nguyên liệu trong nước mà nhập khẩu bèo cá tía từ Trung Quốc về. Lương y Bùi Hồng Minh cho biết, bèo cái tía hay còn gọi là bèo ván, bèo tai tượng, bèo tía, thị phù liên, đại phiêu, được đông y gọi là phủ bình, có vị cay, tính lành. Đi vào kinh phế và kinh bàng quang, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, chữa dị ứng, phát ban, cho ra mồ hôi để giảm cân. Theo đông y, bèo cái vị cay, tính lành, vào các kinh phế và bàng quang có tác dụng phát hỏng giải biểu, làm ra mồ hôi để giải cảm, thấu chuẩn chỉ dương, làm cho ban chuẩn mọc ra ngoài và chống ngứa, lợi thủy tiêu thủng. Chúng ta có thể thu hái quanh năm, nhưng tốt nhất vào mùa hạ, lúc cây có hoa, có thể dùng tươi hoặc phơi khô dùng dần. Công dụng để chữa mẩn ngứa, eczema, tiêu độc, mụn nhọt, ho, hen suyễn, thông kinh, đái buốt, đái giắt. Chính nhờ được tính trên nên bèo cái được xem là vị thuốc giúp làm đẹp. Theo bí kíp dân gian, phụ nữ Nhật đã dùng bèo cái tán miệng làm mặt nạ trắng da. Họ xem bèo cái như một loại mỹ phẩm làm đẹp quý và rẻ tiền. Cách 1. Lấy bèo cái về, bỏ hết phần rễ, lá vàng, rửa sạch, phơi khô trong bóng râm rồi tán miệng nhỏ. Sau đó lấy mật ong hòa với bột bèo cái, dùng làm mặt nạ để qua đêm. Cách 2. Dùng bột bèo cái trộn với chút nhấm, nồng độ vừa phải, đắp hỗn hợp này lên mặt để làm trắng, mịn da. Cách 3. Lấy bèo cái tươi, bỏ rễ, rửa sạch, ngâm muối rồi giã nát, cho thêm một ít muối và đắp vào chỗ mụn trứng cá. Ngày một lần và vào trước khi đi ngủ, cần lấy một lượng vừa phải tùy theo từng vết trứng cá. Ban đầu đắp sẽ thấy ngứa, sau đó sẽ quen dần. Cách này không chỉ giúp mát da, tiêu độc mà còn trừ ngứa. Ngoài ra, bèo cá tía còn được sử dụng để chữa các bệnh khác như bệnh hen suyễn, bệnh eczema, viêm xoang và bệnh trĩ. Để chữa hen suyễn, Lương Y Minh cho biết, chúng ta có thể lấy 100 gram bèo cái, cắt bỏ rễ, lá vàng, rửa sạch, ngâm nước muối loãng 5-10. Vắt ra để ráo, giã, xay lấy nước, hòa thêm với nước lọc và siro chanh cho vừa đủ 100ml. Uống 2-3 lần trên ngày, 10 ngày sẽ đỡ, mới uống có thể thấy ngứa cổ trong vòng 10 phút, nhưng sau quen dần và hết ngứa. Để chữa bệnh eczema, tùy vào vùng da bị bệnh để có số lượng bèo cái tía. Bèo cái rửa sạch, giã nát, thêm ít muối, đắp cả nước lẫn cái lên chỗ bị eczema. Kết hợp uống bèo cái khô 30g, kim ngân hoa 20g, bồ công anh 20g, cổ phục linh 15g, ké đầu ngựa, phải sao hết lông 15g, kinh giới 10g, uống 1 thang trên ngày, liên tục từ 7-10 ngày. Chữa viêm xoang mũi mãn tính. Bèo cái khô 10g, bạch chỉ 5g, hoàng cầm 5g, kim ngân hoa 8g, cam thảo 4g, sắc nước uống 1 thang 1 ngày thay trà, uống vài ngày. Chữa đi tiểu buốt, đá dắt. Bèo cái khô 20g, mã đề 20g, lá cốt xay 20g, rau ngô 20g, kim ngân hoa 10g, kim tiền thảo 20g, tùy giải 10g, đem sắc uống. Chữa viêm thận cấp tính. Bèo cái khô 60-70g, đậu đen sao len 30-40g,
sắc uống thay trà hàng ngày. Chữa cảm nóng, cảm phải khi nóng, đầu, mặt sưng, ngứa, mắt đau, khắp mình nổi mẩn ngứa, sưng phù. Bèo cái bỏ rễ, bạc hà, kinh giới, mỗi thứ một nắm tươi, 30g, sắc nước uống, xong. Đường Y Minh cho biết, bài thuốc này đã được lược vào danh sách cây thuốc quý ở Việt Nam. Ông Minh cho rằng, chúng ta có thể sử dụng nó bằng tự nuôi trồng, không cần phải nhập khẩu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Không chỉ lá, hạt đu đủ cũng chữa ung thư. Hạt đu đủ chứa rất nhiều hợp chất quý, có tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm, giải độc gan, thận và chống cả ung thư. Các hợp chất chính trong hạt đu đủ là flavonoid, phenolic, protein, chất béo, canxi, phốt pho và magie. Chúng có hiệu quả chống oxy hóa, kháng viêm, kháng khuẩn và chống viêm da. Ngoài ra, chúng chứa các hợp chất giúp chống lại ung thư và giúp cho gan, thận khỏe mạnh. Hỗ trợ tiêu hóa. Hạt đu đủ có chứa enzyme pan-pen. Chất này cực kỳ hữu ích cho sự tiêu hóa protein. Enzyme này giúp giảm bớt khó tiêu và các vấn đề về dạ dày. Đồng thời, chúng cũng giúp trung hòa môi trường axit trong đường ruột. Hạt có hoạt tính chống mầm bệnh mạnh. Chỉ ăn một muỗng canh hạt đu đủ có thể giúp ruột chống lại các vi sinh vật gây hại, ký sinh trùng và thậm chí có thể giúp ngăn ngừa nhiễm độc thực phẩm do tính chất chống vi khuẩn mạnh của nó. Chống nhiều loại ung thư. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng hạt và lá đu đủ rất hữu ích trong việc chống lại ung thư, bao gồm ung thư đại tràng, ung thư máu, phổi, vú và tuyến tiền liệt. Chúng cũng chứa isothiocyanate pinotricin, hạt chất chống lại bệnh bạch cầu. Ngoài ra, các hợp chất phenolic và flavonoid trong nó cũng giúp chống oxy hóa và làm chậm sự phát triển của tế bào khối u. Giải độc gan. Tại Nhật, mọi người tin rằng ăn một thìa hạt đu đủ mỗi ngày có thể bảo vệ gan khỏi bệnh tật. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, hạt đu đủ đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để tăng cường các chức năng gan, giúp gan loại bỏ các độc tố có hại. Hạt đu đủ còn rất hữu hiệu trong việc kiểm soát bệnh xơ gan. Các enzyme proteolytic trong nó giúp giảm lượng tiêu hóa trên gan. Nghiên cứu cho thấy, việc điều trị bằng chiết xuất hạt đu đủ trước khi gây độc gan ở động vật đã bảo vệ gan và giúp gan hoạt động bình thường trong suốt quá trình thử nghiệm. Làm sạch thận. Hạt đu đủ có tính chống viêm và kháng khuẩn mạnh, giúp bảo vệ và giải độc thận. Tại Đại học Karachi, Pakistan, các chuyên gia nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những hạt này rất hữu ích trong việc điều trị bệnh thận và phòng ngừa suy thận. Hạt đu đủ cũng là những chất chống viêm mạnh mẽ nên rất hữu ích trong việc giảm đau khớp, viêm khớp, sưng tấy và đỏ. Trên thực tế, hai enzyme có trong hạt đu đủ, papain và chymopapain, là những yếu tố chính trong việc làm giảm viêm liên quan tới viêm khớp, viêm gút, đau khớp và hen. Giảm huyết áp. Nghiên cứu trên chuột cho thấy hạt đu đủ có những cải thiện đáng kể trong sức khỏe tim mạch. Một hợp chất có trong quả đu đủ gọi là carbener có hiệu quả trong việc giảm huyết áp, động mạch tâm trương, tâm thu và huyết áp trung bình. Chống vi khuẩn E. coli. Chỉ cần một ít hạt đu đủ cũng diệt được các loại vi khuẩn như E. coli, Staphylococcus và Salmonella. Chúng giúp ngăn ngừa vi khuẩn nhân lên và tồn tại trong cơ thể chúng ta, đồng thời cũng rất có hiệu quả trong việc ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm. Hạt đu đủ còn giúp chống lại bệnh nhiễm virus và sốt xuất huyết, thương hàn và một số bệnh nhiễm trùng khác. Ăn hạt đu đủ vài lần một tuần có thể làm giảm nguy cơ bị sốt xuất huyết. Trên thực tế, hạt đu đủ đã được sử dụng rộng rãi ở Costa Rica cho các bệnh nhiễm trùng sốt xuất huyết, chống lại ký sinh trùng. Hạt đu đủ có nhiều enzyme proteolytic papain và carpein giúp cơ thể loại bỏ ký sinh trùng hiệu quả. Một nghiên cứu năm 2005 được công bố trên tạp chí dược phẩm cho thấy hạt đu đủ có hoạt tính chống ký sinh mạnh mẽ.
các nhà khoa học đã thử nghiệm ảnh hưởng của hạt đu đủ đối với trẻ em Nigeria có ký sinh trùng đường ruột trong phân. Kết quả là hơn 75% trẻ em được cho uống một liều hạt đu đủ sấy khô không còn ký sinh trùng sau 7 ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng chữa bệnh của hoa dâm bụt mà bạn không ngờ tới. Hoa dâm bụt được trồng ở nhiều nước trên thế giới. Người ta trồng dâm bụt để làm cảnh vì hoa và cây này rất đẹp. Tuy nhiên, dâm bụt không chỉ đơn thuần để làm cảnh mà loại cây này còn có thể chữa được nhiều bệnh. Dâm bụt còn gọi là cây bông bụt, tiếng miền Nam, là loại cây nhỡ, cao từ 1 đến 2 mét, lá đơn, mọc cách, phiến lá khía đằng cưa. Hoa dâm bụt là một loại thảo dược có nhiều công dụng, thường mọc ở vùng nhiệt đới. Công dụng của loại thảo dược này được phát hiện lần đầu tiên tại Angola. Cùng với hương vị dễ chịu, nó đã trở nên rất phổ biến ở các nước Bắc Phi, Trung Đông và thậm chí là ở cả châu Âu. Đây cũng là một loại thảo dược rất phổ biến ở nước ta. Hoa dâm bụt to, màu đỏ hồng, cũng có loại màu trắng hồng, màu vàng. Hoa thường mọc ở nách lá hay đầu cành. Cây dâm bụt mọc hoang ở nhiều vùng nước ta và được trồng làm cây cảnh. Cây dâm bụt còn cho lá, hoa, rễ làm thuốc. Theo đông y, lá dâm bụt vị nhạt, nhớt, tính bình, có tác dụng làm dịu, an thần, tẩy nhẹ, nhuận tràng, chữa viêm niêm mạc dạ dày, ruột, đại tiện ra máu, kiết lỵ, mụn nhọt, ghẻ lở, mộng tinh, đới hạ. Hoa dâm bụt vị ngọt, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, lợi tiểu, tiêu thủng, sát trùng, chữa kinh nguyệt không đều, khó ngủ, hồi hộp, đái đỏ. Vỏ rễ dâm bụt vị ngọt, tính bình, có tác dụng điều kinh, chống ho tiêu viêm, chữa viêm tiếng mang tai, viêm kết mạc, viêm khí quản, viêm đường tiết niệu, viêm cổ tử cung, bạch đới, kinh nguyệt không đều, mất kinh. Cây cảnh đẹp cho vị thuốc hay chữa bệnh. Kiểm soát huyết áp. Tạp chí Dinh dưỡng Mỹ năm 2010 đã báo cáo một nghiên cứu về tính năng kiểm soát huyết áp đối với những người có huyết áp cao hoặc tăng huyết áp nhẹ ở độ tuổi từ 30 đến 70 tuổi. Kết quả cho thấy những người uống 3 tách trà dâm bụt trên ngày đã có kết quả tốt hơn so với những người không uống loại trà này. Những người có huyết áp cao lúc bắt đầu nghiên cứu sau khi uống trà đã giảm được huyết áp đáng kể. Ngăn ngừa bệnh tim. Những hợp chất hóa học được chiết xuất từ cây dâm bụt sẽ giúp kiểm soát lượng cholesterol trong máu, do đó ngăn ngừa được bệnh tim. Các nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố cây dâm bụt có tác dụng tốt cho tim người giống như rượu vang đỏ và trà. Nó chứa các chất chống oxy hóa và tác dụng kiểm soát lượng cholesterol và giảm nguy cơ bị bệnh tim. Trà hoa dâm bụt chữa được nhiều bệnh. Uống trà hoa dâm bụt thường xuyên giúp huyết áp và cholesterol. Kết quả nghiên cứu này được thực hiện vào năm 2009 của trường đại học ở Mỹ. Trà hoa dâm bụt cũng giúp ngăn ngừa nhiễm trùng, bàng quang và táo bón nếu bạn thường xuyên uống. Hoa dâm bụt giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các triệu chứng của bệnh cảm lạnh, ho, sốt và bệnh nhiễm trùng. Hoa dâm bụt chứa axit hydroxycitric và amylase, có tác dụng phân hủy tinh bột. Nếu bạn uống một tách trà hoa dâm bụt sau bữa ăn, sẽ làm giảm hấp thu các carbohydrate vào cơ thể, từ đó giúp giảm cân. Các dưỡng chất trong hoa dâm bụt có khả năng kích thích mọc tóc nhanh và phòng ngừa sự lão hóa sớm cho cơ thể. Hoa dâm bụt cũng có tác dụng làm sạch gầu hiệu quả. Chân đau nhức, tê mỏi. Với những người hay nhức chân thì lá dâm bụt cũng có tác dụng chữa bệnh. Lá dâm bụt, lá xi, lá đào, lá mận, lá thìa lại tía, mỗi thứ 30g, phơi khô, thái nhỏ, sau qua ngâm với ít rượu, dùng xoa bóp hàng ngày. Chữa mụn nhọt. Hoa dâm bụt, lá trầu không, lá thơm lồm
mỗi thứ 50g, giã nát, đắp lên chỗ mụn nhọt. Mỗi ngày thay thuốc một lần, hoặc dùng lá và hoa một nắm rửa sạch, giã với một ít muối hạt, đắp lên chỗ nhọt đang sưng. Mừng mủ sẽ đỡ đau nhức, đỡ sưng nóng và chui mửa. Đỡ sưng nóng và chống vỡ mủ. Chữa chứng mau xấu cho phụ nữ sau khi sinh đẻ gây chóng mặt, nhức đầu. Hoa răm bụt khô 8g, gỗ vang, tô mộc 10-12g, gừng tươi 5-7 lát, sắc nước uống trong ngày sẽ giúp bà bầu sau sinh giảm thiểu tình trạng đau đầu chóng mặt. Quai bị đau mắt. Lá dầm bụt và lá dầm dần, mỗi thứ một nắm giã nhỏ, vắt lấy nước uống, bã thì đắp.